phải sử dụng một cách là ghi cái cách điệu nó đi, ghi cách điệu đi, thì chúng ta có thể phải ghi khác đi. Hai nữa là gì, chúng ta không sử dụng các cái nội dung hay cái cách viết tiêu đề nó bị được độc quyền của một cái hãng nào đó. Đó, cái này nó có anh chị nhé, nên là chúng ta phải lưu ý cái điều đó. Thì vào cái phần sâu hơn thì sẽ mô tả cho anh chị một số cái từ khóa đó, cái tiêu đề đó để anh chị tránh. Thì tạm thời thì sẽ ghi, em sẽ ghi ở đây, là phần giới thiệu. Đến phần tiếp theo là phần mô tả. Trong cái phần mô tả này chúng ta được viết khoảng tầm là 5.000 ký tự, nhưng lời khuyên ở đây là anh chị viết khoảng tầm là 300 ký tự, 200 đến 300 ký tự trong cái phần mô tả này. Và trong cái phần mô tả này thì chúng ta sẽ ghi những cái gì? Trong phần mô tả này chúng ta sẽ ghi khoảng tầm là 300 ký tự, viết lại cái tiêu đề chúng ta xuống và tóm tắt cái nội dung chúng ta chia sẻ trong video. Chúng ta có thể là gạch đầu dòng vài cái gạch đầu dòng trong video của chúng ta, và chúng ta sẽ cái phần tóm tắt thì chúng ta có thể là ghi như thế nào. Trong cái phần tóm tắt này chúng ta có thể ghi ra các cái gạch đầu dòng, phần tóm tắt, cái thời gian cụ thể trong cái phần tóm tắt này, để cho họ biết được cái họ xem những cái phần nào trong video của chúng ta. Rồi các cái thông tin liên quan, ví dụ chúng ta có thể là gắn các cái đường link video dẫn đến các cái nguồn mà chúng ta muốn giới thiệu họ xem, ví dụ như là danh sách phát hay các video khác chúng ta có thể gắn vào, hay là chúng ta chia sẻ về các thông tin bản quyền thì chúng ta gắn lên các link về cộng đồng chúng ta hướng tới và muốn mọi người tham gia. Thì đấy là cái mà chúng ta cần phải ghi trong cái phần mô tả của video, đúng không ạ? Đây, trong cái phần mô tả đây thì chúng ta sẽ cái phần ghi, phần tóm tắt đây, chúng ta có thể là copy lại cái phần tiêu đề chúng ta đây, đúng không ạ? Và chúng ta ghi cái là các thời gian chúng ta bắt đầu, phần là giới thiệu tiếp theo, đúng không ạ? Chúng ta ghi các cái phần ra. Đó, và trong cái phần này chúng ta sẽ ghi phần là thông tin liên hệ, thông tin bản quyền. Nếu trong video của chúng ta có sử dụng các bản quyền nhạc mà bắt buộc thì chúng ta phải ghi link rõ ràng cái nguồn nhạc chúng ta lấy ở đâu, để YouTube nó sẽ không đánh bản quyền video chúng ta, và được phép video chúng ta vẫn công khai được cho cộng đồng xem, khán giả xem. Nha, anh chị lưu ý cái phần này, chúng ta ghi lại. Và thông tin gì, các cái thông tin khác này, cộng đồng. Đó, thì chúng ta có thể ghi vào trong phần này, ghi rõ phần này chưa? Tiếp theo nữa là nó là phần chúng ta cần phải ghi, đó là phần là tải hình thu nhỏ lên. Thay vì chúng ta sử dụng các cái ảnh có sẵn ở đây thì nó không lột tả được cái nội dung. Thì ví dụ cái video này là video giới thiệu chứ không phải video hình ảnh như chúng ta đang nhìn nha. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu là hình ảnh này thì người ta sẽ không hiểu là nói về cái gì cả. Thì chúng ta buộc phải sử dụng các hình ảnh khác, do chúng ta đã xác minh bằng số điện thoại nên nó có cái phần này. Nếu anh chị không xác minh số điện thoại thì cái phần này nó sẽ không hiển thị, nó không hiển thị, nên chúng ta sẽ không có mục add thêm này. Do vậy là gì, khi xác minh xong chúng ta sẽ có mục là tải hình thu nhỏ lên. Đó, tải hình thu nhỏ nhỏ lên. Thì giả dụ ở đây chúng ta đã có một cái ảnh thiết kế sẵn rồi, chẳng hạn ở đây sẽ có một cái hình thiết kế sẵn về ví dụ đây chẳng hạn, đây là một cái ảnh đại diện về giới thiệu. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta có một cái ảnh, thì ở đây chúng ta cũng ghi cái tên ảnh theo cái tên mà nội dung chúng ta hướng tới chị nhé. Chúng ta sẽ tải lên. Ở đây nó báo là tệp nó lớn hơn 20 MB, vậy là gì, cái dung lượng nó lớn hơn, chúng ta sẽ sử dụng cái ảnh nó nhỏ hơn. Là dụ cái ảnh này đi, chúng ta sẽ kiểm tra lại cái dung lượng xem nó có vượt quá 20 không. Ở đây chúng ta sẽ thấy nó vượt quá, đúng không ạ? Rồi, cái ảnh này nó sẽ nhỏ hơn, thì chúng ta sẽ sử dụng cái ảnh này là ảnh đại diện. Thì chúng ta sẽ thấy cái ảnh đại diện nó đẹp hơn, mô tả rõ nội dung hơn. Anh chị có thể là trên cái ảnh đại diện thì phần sau sẽ hướng dẫn cho anh chị về phần thiết kế ảnh này nhá. Trong cái phần này anh chị sẽ lựa chọn cái ảnh lên, và chúng ta sẽ lựa chọn một cái danh sách, tạo ra một cái danh sách phát, nó thuộc danh sách phát nào thì anh chị có thể thêm vào. Giả dụ đây nó là phần là giới thiệu kênh, anh chị có thể thêm ra, đúng không ạ?
Và anh chị chọn cái mục là không dành nội dung này không dành cho trẻ em, không dành cho trẻ em. Sau đó chúng ta nhấn phần hiển thị thêm, nhấn phần hiển thị thêm. Thì trong cái phần này nó có mục đó là phần thẻ từ khóa. Thẻ từ khóa thì cái này nó sẽ có bao gồm những phần nào, anh chị phần ghi lại chỗ mục này. Đó là phần thẻ tác. Thì trong đây nó được phép chúng ta 500 ký tự, thì chúng ta sẽ sử dụng khoảng tầm 400 ký tự thôi, không sử dụng quá nhiều. Và trong cái này nó chúng ta sẽ cần có từ khóa kênh, từ khóa chung, từ khóa liên quan. Và chúng ta có thể là copy cái tiêu đề xuống trong cái phần từ khóa này để giúp cho YouTube nó hiểu nội dung trong kênh chúng ta hơn nha. Anh chị có thể là copy các nội dung đó có sẵn vào. Và phần này chúng ta có phần lưu ý là không sử dụng các cái thẻ không liên quan và không chính xác nội dung. Và chúng ta có thể là copy nguyên cái tiêu đề chúng ta xuống anh chị nhá. Đây là cách làm đơn giản nhất anh chị. Và sau cái này chúng ta sẽ chọn ngôn ngữ của chúng ta là tiếng Việt, thì chúng ta sẽ chọn vào mục phần tiếng Việt. Cái phần phụ đề chúng ta không cần chọn, tại vì trong đây chúng ta không có phụ đề. Ngày quay thì chúng ta chọn luôn là cái ngày mà chúng ta up video lên. Phần vị trí video thì chúng ta cũng lựa chọn là Việt Nam. Sau đó chúng ta để ý là cái mục, thì chúng ta để luôn vào cái mục là mọi người và blog. Còn các cái kênh mà chúng ta hướng dẫn về thiền hay chúng ta hướng dẫn về việc tu tập thì chúng ta có thể lựa chọn vào cái mục là giáo dục, mục giáo dục, hoặc là mục hướng dẫn và phong cách chúng ta lựa chọn. Còn đây là mặc định thì chúng ta đều để là cái mục là mọi người vào blog. Chúng ta nhấn tiếp vào mục này, chúng ta cũng nhấn tiếp chưa cần phải thêm cái này. Vào phần tối ưu cao thì chúng ta sẽ thay đổi hơn. Rồi chúng ta sẽ nhấn tiếp tục. Và mục này chúng ta sẽ để chế độ là không công khai, chúng ta chưa đăng bộ chị nha. Lưu lại. Như vậy là chúng ta đã đăng video và chúng ta tối ưu được cho video của chúng ta. Chị sẽ nhìn đây, chúng ta đã đăng được video lên, đúng không ạ? Đăng video lên. Và để gì? Việc là chúng ta lan tỏa được video sau khi chúng ta đăng tải xong video nha. Thì đến phần tiếp theo là cái phần thiết kế hình thu nhỏ. Thì cái phần thiết kế hình thu nhỏ thì mình sẽ chia sẻ cái phần lưu ý ở đây để hôm sau chúng ta sẽ thiết kế cái phần ảnh này riêng, cái mục này riêng về phần Canva. Và chúng ta cũng hoàn toàn là sử dụng toàn bộ ở trong thiết kế bằng Canva, hoàn toàn chúng ta thiết kế bằng Canva chị nhé, hoàn toàn là thiết kế bằng Canva. Và chúng ta cũng thiết kế sử dụng ở đây luôn đó. Thì chắc là hôm sau chúng ta sẽ sử dụng Canva hướng dẫn cái phần này cho anh chị, hướng dẫn phần này. Chúng ta sẽ có rất rất nhiều mẫu ở đây, chúng ta có thể lựa chọn để chúng ta thiết kế ảnh đại diện chúng ta tải về. Thì hôm sau chúng ta sẽ thiết kế phần này, nhưng hôm nay chúng ta ghi lại các cái phần lưu ý trước. Tại vì cái bài nó khá là dài rồi, thì chúng ta sẽ ghi lại các phần lưu ý trước. Thì trong cái phần ảnh thu nhỏ này chúng ta để ý này, chúng ta phải mô tả được đúng nội dung chúng ta nói đến trong video. Cái thứ hai nó sắc nét. Sắc nét ở đây nó sẽ thể hiện được về cái kích thước của nó là 1280x720. Thì chúng ta sử dụng Canva thì nó thiết kế nó đã ra được cái kích thước này rồi, chúng ta không cần phải nhớ. Do vậy chúng ta phải dùng Canva, nó là như vậy. Có mẫu sẵn rồi, có kích thước sẵn rồi và độ sắc nét rõ rồi. Nếu là chúng ta không sử dụng quá nhiều màu trên cái ảnh đại diện của chúng ta. Ở đây chúng ta để ý là cái nhiều màu nó nổi bật lên chứ không phải là nhiều màu cái này chúng ta thấy cái ảnh nó có nhiều màu sắc rồi chúng ta cho thêm vào nha. Thứ nữa chúng ta để ý là chúng ta có thể là thêm cái logo và tên kênh vào trong cái ảnh đại diện để mặc định khi khán giả người ta nhìn thấy cái ảnh đại diện chúng ta sẽ biết là của kênh nào. Và bên cạnh đó để những người khác có thể là nếu có sử dụng lại ảnh của chúng ta thì
thì nó cũng lan tỏa được cái giá trị chúng ta mang đến, đúng không? Đây là cái cách mà chúng ta có thể ghi lại cái phần này. Và cái thứ năm là chỉ cái ảnh đại diện, chúng ta phải tạo được sự chú ý cho người xem. À, thay vì cái chúng ta chỉ ghi ra một cái là à, thông tin là ảnh người này và cái bài giới thiệu là như thế này, như vậy cái là cái tỷ lệ người ta nhìn cái ảnh, người ta không muốn click, thì cái tỷ lệ cái nội dung bên trong người ta muốn coi cũng sẽ không được tiếp diện, nó xảy ra. Do vậy là gì, chúng ta phải tạo được sự chú ý cho cái ảnh đại diện chúng ta. Và trong cái phần này thì chúng ta cũng cần lưu ý là gì, chúng ta không lấy sẵn 100% có sẵn ở trên mạng. À, tại sao cái phần này chúng ta cần phải lưu ý là gì, nếu chúng ta lấy có sẵn ở trên mạng thì dễ bị bản quyền, và khi bị bản quyền thì các video của chúng ta sẽ không được gì YouTube gợi ý đến người xem. Do vậy là gì, chúng ta phải có chỉnh sửa, và chúng ta có thể là tải lên Canva để chúng ta chỉnh sửa các video này, ảnh đại diện này nhá. Hoặc là chúng ta có thể là cắt cái ảnh ở trong cái video của chúng ta ra và chúng ta tải lên Canva để chúng ta chỉnh sửa. Thì buổi hôm sau sẽ hướng dẫn cho anh chị về việc là thiết kế cái ảnh đại diện cho video làm sao cho nó đẹp, đẹp hơn và nó phù hợp hơn nội dung của chúng ta. Thì đấy là cái phần mà phần hình thu nhỏ. Và sau khi mà tải lên xong thì chúng ta đến cái phần là lan tỏa, và chúng ta sẽ lựa chọn cái là gì, công khai video của chúng ta khi nào và giờ nào thì chúng ta công khai. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta rõ ràng là trong cái phần giới thiệu của video của chúng ta là một tuần có 3 video, và 3 video này chúng ta sẽ công khai vào cái thời điểm mà nhiều người rảnh rỗi nhất để xem video. Thì ở tại Việt Nam thì có các cái giờ mà chúng ta có thể là tham khảo để chúng ta đặt lịch công khai cái video của chúng ta ra. Thì sẽ có các cái giờ như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ công khai giờ là 6:30 sáng, 11:30 buổi trưa, 11:30 tầm trưa, và 6:00 tối, 18:00 đấy ạ. Đấy là các cái thời gian mà chúng ta đặt lịch để công khai video. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy này, có cái video của chúng ta và chúng ta đặt lịch đi công khai video. Ví dụ ở đây chúng ta đã lên lịch là thứ ba, thì chúng ta sẽ lựa chọn vào thứ ba, và giờ chúng ta vào giờ thời điểm xem nhiều nhất là lúc buổi tối, thì chúng ta có thể lựa chọn vào lúc là 18:00 hoặc 18:30 và chúng ta nhấn lên lịch. Như vậy video chúng ta sẽ mặc định công khai vào giờ đó, mặc định công khai vào giờ đó. Trước khi video công khai thì chúng ta sẽ có cái phần gọi là lan tỏa. Thì chúng ta sẽ tham gia vào để lan tỏa cho video của chúng ta nhiều hơn, thì chúng ta sẽ tham gia vào nhiều cộng đồng hơn, ví dụ như là cộng đồng trên Facebook, cộng đồng trên Zalo, hay là tham gia các cái diễn đàn, ví dụ như chúng ta sẽ thấy là diễn đàn về pháp nó sẽ có phần trao đổi, hay diễn đàn về thiền, diễn đàn về phong thủy, diễn đàn về tuổi già, diễn đàn về thanh niên, hay là diễn đàn về phụ nữ, thì chúng ta sẽ tham gia vào các cộng đồng đó để chúng ta chia sẻ các video của chúng ta đến cái cộng đồng mà chúng ta định hướng ban đầu, chúng ta đã hướng tới rồi. Ví dụ như một số kênh của bên mình làm về tuổi già, dành cho những người già, thì sẽ tìm các cái cộng đồng chỉ dành cho người già và chia sẻ các cái video, các cái bài viết vào đó. Và trước khi mà chúng ta chia sẻ các video vào đó thì tốt nhất là gì, chúng ta hãy viết các bài viết, viết các bài viết để tham gia vào cái diễn đàn đó. Ví dụ như chúng ta viết là bài viết chia sẻ về cái trải nghiệm của chúng ta vào các cái group đó, thay vì chúng ta đăng video ngay vào các cộng đồng đó, tại vì đăng video vào các cộng đó nó sẽ không được lan tỏa đâu. Do vậy là chỉ chúng ta nghiêm cấm là không đăng video nha, không đăng video vào Facebook hay là lên trang cá nhân của chúng ta, và chúng ta chỉ đăng video vào bình luận của bài viết hoặc là bài viết của cá nhân, trang cá nhân chúng ta, nhớ nhé. Không đăng video trực tiếp lên bài viết, anh chị lưu ý cái phần đó. Ví dụ chúng ta sẽ thêm vào cái là Facebook chẳng hạn, anh chị sẽ tham gia vào một cộng đồng về Facebook, thì chúng ta có thể là đăng bài viết lên đó. Hôm sau thì sẽ hướng dẫn về phần lan tỏa này,
tại cái bài và phần lan tỏa nó cần có một cái cụ thể hơn, nó dài hơn. Thì cái phần này chúng ta chỉ ghi nhớ là chúng ta sẽ không share, không share cái video và bài viết nhá, chỉ comment, share vào phần comment bình luận thôi nha. Hôm sau chúng ta sẽ có cái phần lan tỏa riêng. Em đi share quá trời. Tại vì chúng ta share cái video nó không được lan tỏa nhiều, và cái tỷ lệ mà lan tỏa đến khán giả nó rất là ít, nó ít hơn. Thay vì chúng ta viết một bài viết và chúng ta lan tỏa bằng cách là chúng ta đặt cái link video chúng ta vào phần comment, vào phần bình luận đó, nó sẽ tốt hơn. Phần này mới là phần tổng quát thôi nha quý vị. Những cái về tiêu đề rồi viết miêu tả thêm tác như thế nào là có những buổi rất là chuyên sâu. Một cái tiêu đề thôi là học chắc là 1-2 buổi mới xong, có khi hơn. Sẽ có rất nhiều buổi chuyên sâu như vậy, nó cho chúng ta và tập trung vào cái phần là Phật pháp hơn. Thì anh chị sẽ thấy là đến thêm đấy là cái phần lan tỏa, chúng ta sẽ cần ghi lại những cái điều đó, và chúng ta có thể là chia sẻ cái video của chúng ta khi chúng ta đang để chế độ không công khai để cho nhiều người biết đến trước. Có thể là chia sẻ cho người thân, chia sẻ cho bạn bè, chia sẻ cho một cái nhóm mà chúng ta đang sinh hoạt để xem video trước khi chúng ta đặt lịch công khai, anh chị nhá. Đến cái phần tiếp theo, khi mà chúng ta lan tỏa rồi thì đến một cái phần đó là phân tích, đo lường và cải tiến. Cái phần này chúng ta học thì chắc nó cũng phải chuyên sâu, thì chúng ta sẽ mất khoảng tầm là 4-5 buổi gì đó, và có thể đến 6 buổi về cái phần này. Nói chung phần này chúng ta sẽ phải học dần. Nhưng cái phần này nó sẽ bao gồm những phần như thế nào? Chúng ta phần là trong về phân tích kênh thì có thể là share ngay trên đây luôn cho các anh chị là chính cái kênh về kênh này luôn, kênh Phật giáo của chúng ta, đúng không? Anh chị có nhìn được cái share màn hình với cái kênh của chúng ta không ạ? Dạ có. Nào, thì cái phần mà phân tích, đo lường và cải tiến thì nó nằm trong cái mục này. Mục này, khi kênh chúng ta có nội dung, có lượng người xem rồi thì chúng ta sẽ học tất cả cái mục trong phần đây. Có nghĩa là chúng ta sẽ phân tích được cái lượng người xem, đối tượng xem là ai trong kênh và những kênh nào xem của chúng ta. Ví dụ chúng ta sẽ xem ở đây, chúng ta sẽ thấy này, một tháng nay chúng ta, 28 ngày qua này, chúng ta sẽ thấy rằng là cái lượng tiếp cận trong kênh của chúng ta hiện tại đang là 2 triệu lượng người tiếp cận. 2 triệu người tiếp cận. Nhưng chúng ta chỉ thấy rằng là gì? Cái tỷ lệ người ta click vào xem cái video của chúng ta nó chỉ có 98.000 cái lượt click vào xem. Như vậy cái tỷ lệ nó rất là thấp, nó chưa được cao. Vậy chúng ta phải xem lại cái là tại sao người ta lại không click vào cái video này của chúng ta, trong khi là chúng ta thấy là 2 triệu lượt người tiếp cận. Đấy là cái mà chúng ta cũng cần phải học sau này. Bên cạnh đó nữa, chúng ta sẽ thấy rằng là cái nguồn lượng traffic của chúng ta nó đến từ đâu, nguồn lượng người xem chúng ta đến từ đâu. Ví dụ như là ở đây nó đến từ trang chủ của YouTube. Có nghĩa là khi mỗi khi khán giả người ta bật cái app YouTube lên, bật cái trang chủ của YouTube lên trên máy tính, thì video của chúng ta được gợi ý xuất hiện và được xem. Và chúng ta sẽ học cách làm sao để tối ưu được cái kênh của chúng ta để nó hiển thị ở mục này nó nhiều hơn. Rồi các cái mục là gợi ý video được ý đề xuất, thì cái mục này là đặc biệt nhất, chỉ của YouTube nó có. Các nền tảng như website nó không có. Website không có. Và Facebook thì cái phần này nó lại không được mạnh cho lắm. Thì riêng YouTube nó có phần này rất là tuyệt vời. Thì chúng ta cũng phải học cái phần này để sao là chúng ta biết khi chúng ta đang xem một video, nó sẽ gợi ý các video tiếp theo của chúng ta được chia sẻ ngay ở phía dưới khi chúng ta xem điện thoại hay chúng ta xem ở trên máy tính, chị nhé. Thì cụ thể anh chị sẽ thấy rằng là làm sao để gì chúng ta sẽ tối ưu được cái phần này hơn. Khi chúng ta xem một cái video bất kỳ, thì nó được đề xuất ở ngay bên phải này. Nó nhiều hơn cái video của chúng ta, thì cái tỷ lệ lượng người xem click video của chúng ta sẽ nhiều hơn. Thì cái mục này chúng ta cũng sẽ được học phải chuyên sâu hơn. Còn đó, hiện tại bây giờ thì chúng ta cứ áp dụng cái cách cơ bản như chúng ta vừa nãy là tối ưu các cái phần tiêu đề mô tả thể tác trước đã. Tiêu đề thể tác trước anh chị nhá. Rồi chúng ta sẽ xem được rất nhiều nữa các cái mục
rằng là các cái đối tượng của chúng ta xem trong kênh, thì chúng ta sẽ thấy là gì, cái thời gian chúng ta xem, khán giả của chúng ta xem trong kênh của chúng ta thời gian nào nhiều nhất. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái biểu đồ màu tím này, ở đây các cái gạch nào càng tím thì cái khán giả xem ở cái chỗ đó càng nhiều, và lúc đó là lúc mà chúng ta nên đặt lịch công khai video của chúng ta. Ví dụ đây chúng ta sẽ thấy này, ở đây là chỉ 7 giờ tối ngày thứ tư thì bắt đầu là xem nhiều nhất của ngày thứ tư, thì chúng ta sẽ đặt công khai video lúc là 6 giờ tối hoặc là 6 giờ 30 tối để YouTube, lúc đó thì YouTube sẽ gợi ý và 7 giờ chỉ có lượng người xem nhiều. Đó, thì từ đó chúng ta sẽ thấy này, hoặc là thứ ba chúng ta sẽ thấy là 8 giờ mới có được nhiều lượt người xem, thì chúng ta sẽ đặt công khai ngày thứ ba là lúc 7 giờ, chứ chúng ta không đặt lúc 6 giờ nữa, để đúng lúc 8 giờ thì nó sẽ được YouTube để xác nhận và reach đến nhiều đối tượng hơn. Tại vì hiện tại trong kênh của chúng ta đang đặt lịch up nó nhiều thời gian khác nhau và nó không được tối ưu giờ thời gian cụ thể, nên là chúng ta cần phải có cái này, đúng không? Đấy là cái chúng ta biết cái thời gian. Và bên cạnh đó nữa, chúng ta sẽ biết được cái là gì, khán giả của các kênh nào đang xem kênh của chúng ta. Ví dụ đây chúng ta sẽ nhìn thấy này, khán giả xem các cái kênh này cũng xem kênh của chúng ta, và họ cũng xem, khán giả của kênh chúng ta cũng xem các kênh này, để chúng ta biết được cái là chúng ta sẽ làm các nội dung gì tiếp theo để khán giả họ xem từ các cái kênh này về xem kênh của chúng ta. Về xem kênh của chúng ta, thì đấy cũng là cách mà chúng ta cũng cần phải học, cần phải học các cái buổi sau hơn nữa, để chúng ta biết được cái là gì, chúng ta lan tỏa được cái video nó tốt hơn, thay vì cái chúng ta làm các video theo ý muốn của chúng ta và dẫn đến là YouTube nó không gợi ý đến tệp khán giả của chúng ta xem, và như vậy chúng ta sẽ không lan tỏa được cái được hoa màu của chúng ta hơn nhá. Thì đấy là cái chúng ta cũng cần phải xem. Và tiếp nữa chúng ta sẽ biết được cái là họ xem cái video của chúng ta thì họ xem các video gì tiếp theo. Chúng ta cũng sẽ nhìn thấy được ở đây, đúng không ạ? Nhìn thấy được ở đây. Vậy chúng ta sẽ biết cách được tối ưu rằng là gì? Họ sẽ xem trong các video đấy ở trong kênh của họ, và họ sẽ xem video nào của kênh của chúng ta tiếp theo. Đấy, chúng ta cũng sẽ học được cái phần đấy nữa, để chúng ta biết được cái là cái lượng traffic rồi cái nguồn view nó sẽ về kênh chúng ta sẽ lớn hơn. Đó. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là gì? Khán giả ở đâu xem kênh chúng ta là nhiều, thì chúng ta sẽ thấy này, khán giả xem ở Việt Nam chiếm 60%, khán giả xem ở các quốc gia khác như Ấn Độ hay là Hoa Kỳ, để chúng ta biết cái là tập trung khán giả chúng ta ở quốc gia nào là tốt nhất. Ví dụ trong kênh chúng ta do là sử dụng cả tiếng Anh cũng tiếng Việt, nên là khán giả ở các nơi vào xem nó nhiều hơn, thay vì một số kênh chỉ có ở Việt Nam thôi, không có phụ đề tiếng Anh, không có viết tiếng Anh, thì nó chỉ tập trung một quốc gia thôi. Thì đấy là cái sau này chúng ta cũng cần học. Tiếp nữa chúng ta sẽ thấy là trong cái phần phân tích này, chúng ta cũng cần phải xem qua là nam hay nữ xem nhiều hơn, để chúng ta biết cái là chúng ta biết cách viết tiêu đề, rồi chúng ta biết cách tối ưu dành cho đối tượng nam nhiều hơn hay nữ nhiều hơn trong cái phần này. Đó, chúng ta cũng cần phải học sau này. Phần này mới chỉ là giới thiệu tổng thể thôi, để chúng ta biết, đúng không? Và chúng ta sẽ biết được cách sử dụng ngôn từ cho đối tượng nam hay nữ nhiều hơn, và chúng ta cũng biết cách là lấy các ví dụ dành cho nam và cho nữ cái nào nhiều hơn ở trong cái mục này. Rồi tiếp cái phần mà phần đối tượng để chúng ta chỉnh sửa được cái nội dung của chúng ta. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy được này, tỷ lệ gì khán giả thoát khi xem ở đoạn đầu cái video chúng ta rất là nhiều. Do vậy chúng ta gì phải tối ưu lại làm sao giữ chân được khán giả xem trong kênh của chúng ta ngay đoạn đầu video. Thì trong cái phần này sau này chúng ta sẽ được học ở cái phần là bố cục của video như thế nào, và chúng ta sẽ xem được cái hình ảnh video trong video đó chúng ta cần chỉnh sửa cái đoạn nào để giúp giữ chân được khán giả hơn. Thì trong cái phần này chúng ta sau này cũng sẽ được học đấy. Chúng ta nhìn cái biểu đồ chúng ta sẽ thấy là gì, khán giả vào xem kênh là phát đây rất là nhiều, nó dẫn đến là gì, video chúng ta không được lan tỏa nhiều. Thì đấy chúng ta cũng cần phải nhìn. Và đây chúng ta sẽ nhìn thấy này, top các video người ta xem nhiều hơn, thì chúng ta sẽ biết được cách là chúng ta làm video tiếp theo để được gợi ý khi khán giả xem các video gì top đó, hoặc là xem các video nhiều view trong kênh chúng ta. Đó. Thì sau này chúng ta cũng sẽ được học cái phần này.
riêng cái phần này phân tích và phần tối ưu này chúng ta học chuyên sâu thì nó sẽ mất khoảng tầm là 4 đến 6 buổi, và có thể thì nó sẽ là gì, vừa làm và vừa học thường xuyên, vừa học và thường xuyên. Có học viên học đến 1 tháng vẫn chưa xong cái phần này, 1 tháng chưa xong vẫn phần này. Nên do vậy là chúng ta sẽ mình sẽ đồng hành với tất cả các anh chị cái này thường xuyên thường xuyên, và các anh chị có thể là đặt câu hỏi thường xuyên mỗi ngày, hàng tuần, hàng tháng, và mình sẽ giải đáp để giúp cho kênh của anh chị nó sẽ lan tỏa được tốt hơn. Thì đấy là cái phần mà cũng sẽ cam kết đi cùng với chúng ta. Thì đấy là cái là phần cơ bản, và bên cạnh đó nó sẽ có cái phần là nâng cao để chúng ta phần phân tích ở đây nhiều hơn và kỹ lưỡng hơn trong cái phần này. Kỹ lưỡng hơn cái phần này thì các phần sau nữa chúng ta sẽ được học nha. Hôm nay chúng ta chỉ học tổng quát thôi. Học tổng quát đến đây thôi thì cũng khá là nhiều thứ để chúng ta cần học sau này rồi nha anh chị nha. Đấy là cái mà các anh chị có thể là quan tâm sau này anh chị sẽ phải học. Thì đấy là cái phần mà phân tích, đo lường và cải tiến. Sau khi chúng ta phân tích xong, chúng ta xem xong phần này thì chúng ta sẽ biết được cái phần chúng ta cần phải sửa. Ví dụ chúng ta sửa bố cục kênh, chúng ta cần phải sửa ảnh đại diện như thế nào để tăng được cái tỷ lệ gì click vào video của chúng ta tốt hơn, hay là chúng ta xem hiện tại bây giờ khán giả xem tập trung vào cái nội dung video nào để chúng ta biết cái là gì, ra video tiếp theo để khán giả sẽ theo dõi tiếp theo luôn và họ không bỏ kênh của chúng ta đi sang các kênh khác. Đấy là cách chúng ta sau này chúng ta sẽ được học được học. Đấy là cái phần mà phân tích, đo lường và cải tiến sau này chúng ta sẽ được học. Đấy, hôm nay chúng ta chỉ review cái tổng quát thôi, review tổng quát thôi. Chứ học cái phần này là anh chị phải làm đó. Làm rồi chúng ta sẽ học cái phần này. Chứ không học vào ngay là đảm bảo luôn là anh chị sẽ bị tàu hỏa nhập ma ngay. Tàu hỏa nhập ma ngay. Cái tài nào nó sẽ nhiễm vào người ngay. Nên là tốt nhất là anh chị sẽ học và làm từng phần đưa đã. Anh chị nhá. Đấy, tổng kết hôm nay thì chúng ta sẽ học được các cái phần là tạo kênh này, đăng tải video này, tối ưu video và tối ưu kênh rồi, đúng không? Phần lan tỏa thì mới học được một phần thôi, chưa học được cái gì nhiều cả, ngoài cái việc là lưu ý cho chúng ta. Và cái phần đo lường thì mới là phần giới thiệu thôi, chứ chưa có học được nhiều. Một buổi chúng ta chỉ cần học được một cái phần nhỏ trước đã, chưa cần học nhiều. Nên là sau cái bài học ngày hôm nay thì yêu cầu tất cả chúng ta sẽ về tạo kênh. Tạo kênh này, chúng ta sẽ lập cái tài khoản Canva và chúng ta sẽ được cấp một cái link để chúng ta sử dụng miễn phí sau này để chúng ta có thể là thiết kế được cái logo banner kênh nó đẹp hơn và nó hấp dẫn được cái khán giả để chúng ta có thể lan tỏa cái đường hoa tốt hơn chị nhá. Rồi, bây giờ là cái phần thảo luận và hỏi đáp. Thì cả nhà có hỏi phần nào thì sẽ chia sẻ, hoặc là chưa hiểu chỗ nào thì có thể là chia sẻ lại cho anh chị. Dạ vâng, ban tổ chức có mở cái tính năng tự unmute, tự mở mic. Có quý vị nào muốn hỏi có thể mở mic lên và hỏi thầy ạ. Yeah. Khối kiến thức không ai hỏi phần này đâu, tại cũng mới nên là chúng ta thực hành trước ạ. Đây là các kiến thức căn bản nhất chúng ta làm đã, thực hành đã, còn chúng ta chưa cần hiểu là tại sao phải làm như vậy, tại sao phải làm vậy? Chưa cần biết ạ. Chúng ta cứ thực hành theo đã. Chị Trần Thị Ánh cần hỏi gì ạ? Dạ thầy ơi, thầy chỉ lại cho em cái cách mà tạo cái YouTube của mình trước đi thầy. Nó tạo cái đầu tiên ấy. Dạ cái đầu tiên luôn ạ. Cái đầu tiên hả? Cái đầu tiên thì chúng ta chỉ cần có tài khoản Gmail trước nhé. Nếu chúng ta chưa có thì bằng cách là chúng ta sẽ thực hiện là tạo địa chỉ Gmail trước, sẽ thực hiện cho anh chị nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ vào một cái trang web, đó là gmail.com, anh chị thấy không ạ? Và sau đây thì chúng ta sẽ thấy là chưa có cái tài khoản thì chúng ta nhấn vào cái mục là tạo tài khoản, được chưa? Chúng ta ghi rõ là tạo tài khoản bản thân tôi, và chúng ta sẽ ghi vào đây họ tên của mình đó, và cái địa chỉ Gmail này chúng ta muốn là gì, họ tên của mình hoặc ABC cái gì đó anh chị ghi vào
làm sao dễ nhớ nhất để chúng ta lưu lại. À, khi mà có nhận cảnh báo ở đây thì chúng ta sẽ thấy là cái này đã được sử dụng và chúng ta sẽ lựa chọn một cái khác ở đây. À, giả dụ như thế này, chúng ta sẽ thấy rằng là chưa được tạo và chúng ta sẽ đặt một cái mật khẩu làm sao trên 8 ký tự, nó dài hơn một trên 8 ký tự. Đó. Sau khi tạo xong thì chúng ta nhấn tiếp tục nhé. Ở đây là anh chị sẽ thấy là nó báo tốt. Alo. Dạ được chưa? Trong cái phần này nó sẽ yêu cầu xác minh số điện thoại. Thì anh chị sẽ nhập cái số điện thoại lại. Và cái địa chỉ email khôi phục, cái này không bắt buộc nên anh chị có thể là chưa cần ghi bộ. À, ngày tháng năm sinh, chúng ta có thể là ghi ngày tháng năm sinh vào. Cả nhà lưu ý là chúng ta lưu lại tất cả các thông tin mà chúng ta vừa ghi lại, lưu lại. Và sau khi đến bước này thì chúng ta sẽ thấy nó có một gọi là nhập số điện thoại, nhập tin nhắn. À, Google nó sẽ gửi về số điện thoại chúng ta một cái mã gồm 6 chữ số. Rồi chúng ta sẽ nhấn xác minh. Và như vậy là chúng ta đã có một cái tài khoản Gmail. Đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Sau khi chúng ta có một tài khoản Gmail rồi thì chúng ta sẽ đến cái phần là tạo kênh YouTube. À, tạo kênh YouTube thì chúng ta sẽ có cái mục là làm tương tự như nãy. À, thì bây giờ sẽ thực hiện tiếp luôn ha. Để cho cả nhà nhìn thấy luôn. Dạ anh ơi, dạ cho hỏi cái chỗ nãy Canva, nãy em cũng tạo tài khoản giống như là được hướng dẫn mà cái chỗ tìm logo Buddha. Dạ, thì thấy có những cái mình giải quyết con này trước chị. Yeah. Dạ, chúng ta sẽ giải quyết từng bước một nhé. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào cái mục biểu tượng là có 9 cái chấm này, chúng ta sẽ chọn vào mục YouTube. Cái chấm này chúng ta sẽ chọn vào mục YouTube. Đúng không? Yeah. Ở chúng ta sẽ nhấn đăng nhập. Đăng nhập cái tài khoản. Đúng ạ. Và chúng ta sẽ thực hiện như bước nãy đã hướng dẫn đúng không ạ? Bấm vào mục cài đặt và chúng ta tạo một kênh. Được chưa? Rồi, chúng ta có thể là ghi tên kênh và thực hiện như đã hướng dẫn. Được chưa? Đã. Được rồi thầy ạ. Quý vị có thể xem lại video ở trên YouTube ạ. Ban tổ chức có như vậy là chúng ta đã tạo xong cái phần đó. Được không? Rồi giải quyết câu hỏi tiếp theo của chị là để tạo được cái có hình Buddha chẳng hạn, logo Buddha thì chúng ta sẽ thấy có cái mục là element. Đó. Và chúng ta chọn vào cái mục tìm kiếm search ở đây, đúng không ạ? Đã gõ từ Buddha thì chúng ta sẽ thấy rằng là có các cái hình này. Chúng ta chọn là mục graphic thì chúng ta có nhiều cái biểu tượng hơn. Biểu tượng hơn ở đây, ví dụ chúng ta sẽ có cả cái bánh xe. Đó. Bình thường thì chúng ta sẽ có các mục free thôi. Đó. Chỉ có free thôi. Đó. Sau này chúng ta sẽ được cấp cái link thì chúng ta sẽ có mục là education. Thì chúng ta sẽ được dùng rất nhiều các cái biểu tượng miễn phí trong đó nữa. Đó. Được chưa? Rồi có anh chị nào hỏi cần ạ? Dạ thầy cho hỏi là cái link đó là bên chỗ lớp học mình cung cấp hả hay như thế nào ạ? Đúng rồi, link thì lớp học sẽ được cung cấp. Lớp học sẽ cung cấp cho cả nhà. Dạ, dạ cảm ơn thầy. Dạ. Ở đây chúng ta sẽ, các buổi sau chúng ta sẽ được học các cái thiết kế này. Chúng ta sẽ thấy thiết kế ở đây. Kể cả là dựng video trên đây cũng sau này cũng dạy cho anh chị luôn. Dạy cho anh chị luôn trên này, làm các video ngắn gọn trên này luôn anh chị nhá. Rồi.
Nếu chưa có anh chị nào hỏi thì mình xin phép và chia sẻ cái phần này nữa để anh chị chưa biết cách lựa chọn các nội dung để chia sẻ về lan tỏa được không ạ? Thì chúng ta có thể là vào chính website luôn, chính website này, và chúng ta xem các cái đề mục có sẵn ở trên website để chúng ta lựa chọn một trong các đề mục này để chúng ta làm nội dung và chia sẻ. Hoặc chúng ta có thể sử dụng lại các bài viết có sẵn ở trên đây. Đó, chúng ta viết lại bằng tiếng Việt để chúng ta làm, dựng ra một video và chúng ta tải lên. Ở trên này chúng ta rất rất nhiều các cái tài liệu để chúng ta sử dụng rồi. Do vậy là chúng ta có thể lựa chọn các đề mục ở đây. Đấy, thư viện này, chúng ta có thể lựa chọn các mục ở đây. Ví dụ sách, chúng ta có thể lựa chọn một cuốn sách thôi để chúng ta lan tỏa. Chúng ta tập trung vào một cuốn sách cho chúng ta chia sẻ. Đấy. Hay là thư viện audio chúng ta đã có sẵn rồi, chúng ta chỉ sử dụng hình ảnh thôi. Đấy, chúng ta có thể sử dụng cái đó, chúng ta lan tỏa. Đó. Rất rất nhiều các đề mục trong đây chúng ta lựa chọn một cái thôi. Đấy, lựa chọn một cái thì chúng ta lan tỏa. Yeah. Theo tên thiền sư hoặc là theo tên một vị. Rất rất nhiều đề mục này, chúng ta chỉ cần chọn một cái thôi, chọn một cái thôi. Hoặc là chúng ta có thể lên app, cái app ứng dụng này, tải trên điện thoại, chúng ta chọn các đề mục đó, chọn các đề mục đó để chúng ta ta chia sẻ. Thì đấy là cái mà cái cách mà chúng ta có thể lựa chọn các cái chủ đề để chúng ta làm video của chúng ta lan tỏa. Sau này thì cái phần này thì anh Hải có thể là chia sẻ thêm cho cả nhà về các cái audio để chúng ta có thể tận dụng được, sử dụng được nhé. Thầy Thuần Bùi có cung cấp cho bên ban tổ chức một cái tài khoản Drive, tài khoản Drive, Google Drive ấy. Thì bản này là bản unlimited, cho nên là ban tổ chức dần dần sẽ up rất nhiều các video cũng như audio, ebook lên trên đó để quý vị có thể tha hồ lên đó và tải về để có thể sử dụng và không mất thời gian đi tải, đi tổng hợp đâu nữa. Dạ thưa thầy, em muốn hỏi một câu là nếu như mà mình là mà em đang có sẵn một cái kênh YouTube nhưng mà rất là ít lượng follow, khoảng vài trăm thôi á, thì em nên, nhưng mà nó rất là tương tác ít, chủ yếu là mình chỉ up những cái nội dung mà mình chưa có hệ thống mà làm theo những cái cách như thầy nói ấy, thì bây giờ em nên xây dựng cái kênh đó lại hay là em nên tạo ra một kênh mới ạ? Luôn một kênh mới cho nhanh, tại vì số lượng người follow nó chỉ có 100-200 người thôi, vài trăm người thì tốt nhất là tạo luôn kênh mới. Dạ, yeah. Em cảm ơn. Kênh mới có nhiều cái lợi ích hơn, vừa có sự ưu tiên cũng như là YouTube họ hiểu ngay từ đầu cái kênh của mình chuyên về cái gì sẽ dễ. Dạ thưa thầy. Dạ vâng ạ, con nói đi. Dạ xin hỏi nghe rõ không ạ? Dạ nghe rõ con. Dạ nghe rõ. Dạ hiện tại là em có một cái kênh là 12.400 lượt subscribe và cũng nhiều video, nhưng mà do là cái kênh này ngày xưa đã từng re-up các video nên đã từng bị dính bản quyền, rồi sau đó là cũng liên hệ với YouTube và được mở ra, thì theo thầy thì nên là làm kênh mới hay là giữ kênh đó và phát triển, và cái hướng như thế nào? Kênh cũng nội dung về Phật giáo thôi ạ. Nếu mà kênh đang nội dung về Phật giáo thì chị giữ nguyên cái kênh này và chị phát triển luôn, bằng cách là chị thay đổi lại các cái tên kênh và các cái từ khóa chị viết lại trong kênh đó, về đúng một cái chủ đề mà chị lựa chọn chị làm. Yeah. Sử dụng luôn kênh đấy luôn nhá, tại vì nó đang có 12.000 người rồi, 12.000 người rồi thì chúng ta tận dụng cái đó. Tại vì rất nhiều người trước đây đã từng bị áp các cái bộ phim về Đức Phật để lan tỏa, nhưng mà những cái đấy nó vi phạm chính sách về bản quyền, vi phạm chính sách bản quyền và hiện tại chưa được phép để chúng ta re-up ở trên YouTube, nên chúng ta không nên sử dụng. Chúng ta sử dụng một phần hình ảnh trong đó để mô tả nội dung thì được. Còn đâu mà chúng ta tải nguyên bộ phim là không được phép. Đấy, chúng ta sẽ bị vi phạm chính sách bản quyền ngay.
Dạ thưa thầy, thì về vấn đề mà tạo kênh YouTube mà về Phật giáo thì cái việc mà bật kiếm tiền là có nên hay không? À, đối với các kênh về Phật giáo ấy, lời khuyên là chúng ta vẫn bật kiếm tiền, nhưng chúng ta sẽ gì? Mục tiêu của chúng ta là lan tỏa, nên chúng ta chỉ bật kiếm tiền để cho YouTube đủ điều kiện để nó gợi ý cái video, đề xuất của video của chúng ta lan tỏa nó rộng hơn thôi. Chúng ta không bật kiếm tiền trên tất cả các video đó, chúng ta chỉ bật kiếm tiền kênh và bật một số video chúng ta sẽ bật, một số video chúng ta sẽ bật, còn đâu chúng ta để lan tỏa thì chúng ta không nên bật, không nên bật nhé. Còn đâu anh chị nào mà trường hợp mà muốn bật thì anh chị sẽ chỉ bật ở đầu video thôi, để không ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của cộng đồng khi xem video của chúng ta, để tránh tình trạng chúng ta đang nghe một cái bài thiền nhỏ, đang tập trung nghe thiền tự nhiên nó nhảy quảng cáo lên thì nó ảnh hưởng, hay là chúng ta đang xem một cái video đang thuyết pháp nghe rất là hay thì tự nhiên nó nhảy quảng cáo lên thì không nên. Đấy là cái mà lưu ý cho chúng ta nhé. Chúng ta chỉ cần bật kiếm tiền kênh thôi, không cần phải bật kiếm tiền video nhé. Dạ xin phép hỏi thêm thầy là cái kênh của em là đủ 4 điều kiện để bật kiếm tiền, nhưng khi bật thì YouTube từ chối với lý do mình đã re-up, và hiện tại em đang cố clear làm sạch cái kênh của mình, nhưng mà có những cái mà ghi là khiếu nại bản quyền là em đã xóa rồi, nhưng mà một số kênh đó là nhiều, một số video có khả năng là mình cũng bị dính bản quyền nhưng mà nó không có hiện lên cái thông tin đó. Làm sao mình biết là cái kênh mình đã sạch rồi ạ? Cái này thì nó là phần về kinh nghiệm và kỹ năng, hiểu về chính sách khá là lâu thì sẽ biết được cái phần này là vi phạm cái nội dung gì. Nhưng tốt nhất là chị cứ làm như hiện tại đã hướng dẫn, và kênh chúng ta không cần bật kiếm tiền nha. Mục tiêu của chúng ta là lan tỏa nữa mà, thì chúng ta cứ để chế độ là không bật kiếm tiền đi. Chưa cần bật kiếm tiền bộ làm gì. Chủ đạo là chúng ta không để bị dính bản quyền là cái tốt nhất. Không để dính bản quyền. Còn các kênh nào mà để bật để lan tỏa tốt hơn nữa thì sau này sẽ hướng dẫn xem phân tích cụ thể từng kênh một, thì mới biết rõ được lỗi nào. Chứ còn đâu bây giờ nói chung thế này thì nó rất là nhiều lỗi, tại vì chính sách về bật kiếm tiền cho các kênh YouTube nó khá là gắt, tại vì nó yêu cầu cái là nội dung video nó phải là nội dung gốc có giá trị, chứ còn đâu chúng ta up nội dung lên nó không có một cái giá trị gì thì nó cũng không được bật kiếm tiền. Thứ hai, nó là cái chính sách bản quyền như đã nói, có nghĩa là khi chúng ta sử dụng lại cái nội dung bản quyền mà chúng ta không được phép thì chúng ta cũng sẽ không được bật, không được bật. Thì đấy là cái mà tốt nhất là chúng ta chưa cần bật kiếm tiền vụ, chúng ta hãy tập trung vào việc chúng ta thực hành làm cái video để lan tỏa các video trước đã. Sau này việc mà nếu đủ duyên hữu duyên thì chúng ta sẽ bật kiếm tiền sau. Dạ cảm ơn thầy. Dạ thưa thầy, em muốn hỏi thêm là hồi nãy lúc nãy thì thầy có khuyên em là nên tạo một cái kênh mới á, thì theo như em biết á, là cần phải có một tài khoản Gmail, như vậy là em đồng nghĩa là em phải tạo một cái email mới và phải có cái số điện thoại của mình, thì em không biết là có thể sử dụng một số cho nhiều tài khoản Gmail được không ạ? Thoải mái ạ. Một số một năm chúng ta sử dụng cho 2 đến 4 tài khoản, nhưng tốt nhất là chúng ta sử dụng một số điện thoại cho 2 tài khoản Gmail thôi. Và đối với việc là tạo kênh thì bạn có thể là tạo một kênh nữa trong cái địa chỉ email hiện tại được. Một địa chỉ Gmail đó chúng ta có thể tạo được 100 kênh YouTube, không giới hạn, không đến mức mà chúng ta cần đâu. Nó cho phép là 100 kênh, vậy chúng ta chỉ cần tạo được vài kênh là đủ rồi, cũng không cần làm nhiều, đúng không ạ? Vậy là chúng ta có thể sử dụng được cái Gmail hiện tại. Một số điện thoại chúng ta sử dụng 2 Gmail và chúng ta xác minh được khoảng tầm 6 kênh. Nên là thoải mái cho chúng ta dùng nhé. Dạ vâng, em cảm ơn. Chị Hoài My có hỏi gì không chị Hoài My? Lớp tiếng Anh năng động lắm.
Dạ, em chỉ có hỏi một chút xíu là ví dụ như là em cũng đang chưa có rành về tất cả mọi thứ, ví dụ như video này kia, chị cũng chỉ mới mày mò á, thì em có thể là trong vai trò là hỗ trợ cái kênh hiện có của mình trong một số việc được không ạ? À? Hay là mình phải tạo ra một kênh để mình định hướng để lan tỏa luôn ạ? À? Dạ được ạ. Một số các anh chị ở trong này là các anh chị nòng cốt trong nhóm phụng sự và phát triển kênh Theravada, thì chúng ta có thể là sau cái buổi tổng quát và một số những buổi sau nữa thì chúng ta sẽ xem rằng là, bởi vì một cái kênh này sẽ có rất nhiều việc, đặc biệt là cái việc chuẩn bị nội dung và tối ưu kênh, tối ưu nội dung của từng video, thì chúng ta sẽ có rất nhiều các hạng mục công việc khác nhau. Thì trong team sẽ có những anh chị chuyên về xử lý các video, sẽ có anh chị chuyên về làm ảnh thumbnail, có anh chị sẽ chuyên về tối ưu nội dung miêu tả, hoặc là có những anh chị sẽ tối ưu về cái việc chia sẻ trên social hay là lan tỏa. Đó, thì có rất nhiều những cái khâu như vậy, thì chúng ta sẽ xem rằng là cái khả năng của mình phù hợp với cái nào, thì chúng ta sẽ tham gia vào cái nhóm, và các nhóm đấy sẽ được thầy Thuần Bùi, thầy đào tạo rất là chuyên sâu, để chúng ta có thể học chuyên sâu về cách đặt tiêu đề, chuyên sâu về cách xử lý video, chuyên sâu về cách miêu tả thêm thể tác và tối ưu kênh, hoặc là chuyên sâu về cái việc chia sẻ social đó. Thì chúng ta sẽ có cái team đó, thì chúng ta tham gia vào và được học chuyên sâu. Rất là hoan hỉ với cái tác ý của chị ạ. Vâng ạ. Dạ, mô Phật. Cảm ơn thầy và cảm ơn anh Khánh Hải cùng tất cả các bạn rất là nhiều ạ. Cái thầy yêu cầu về tạo kênh mới là để chúng ta thực hành thôi. Chúng ta có thể tạo, có thể không. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của mình thì khi mình học, mình có cái sự tương tác, thầy giao bài, mình làm việc thì sẽ có cái trải nghiệm. Mình chưa cần phải public cái kênh của mình, hoặc là chưa cần phải làm quá chuyên nghiệp, chỉ cần là thực hiện những cái bước như thế để mình có cái sự tương tác cũng như là có cái trải nghiệm, thì khi đó mình học sẽ có cái sự cuốn hút và có lợi lạc hơn, sau này mình làm được nó cũng tốt hơn. Xin thầy Jackie bổ sung thêm thầy. Rồi, khi mà hiện tại bây giờ thì anh chị đã có về tạo các tài khoản như vậy ấy, thì anh chị sẽ thực hành làm trước, thì các buổi sau thì cũng sẽ hai buổi nữa chúng ta sẽ tổng quan tiếp, để chúng ta biết cách để chúng ta tạo ra một cái video, dựng video và chúng ta làm được một cái kênh YouTube bình thường. Đó, đấy là cái cơ bản để chúng ta làm và chúng ta có thể lan tỏa được. Còn đâu sau này mà như anh Hải có chia sẻ là anh chị trong cái core team mà có thời gian để phụng sự nhiều hơn, thì chúng ta sẽ phải chia ra công việc từng khâu một. Ví dụ như từng khâu cái là dựng video, khâu chúng ta chỉ thiết kế ảnh đại diện thôi, khâu chúng ta viết tiêu đề, khâu chúng ta xem và lọc các video. Đấy, tất cả các cái khâu đó nó rất là nhiều. Mà anh chị biết hiện tại trên kênh nó có khoảng tầm là 15.000 video, mà anh chị có thể xem khoảng 1.000 video để cắt các video ra, thì nó cũng cực kỳ nhiều việc rồi, rất nhiều việc là như thế. Vậy là gì, sau này các anh chị mà thuộc core team thì sẽ được phân vào các cái khâu cụ thể hơn và được hướng dẫn từng cái khâu cụ thể đó, hướng dẫn từng khâu cụ thể đó, dựng video, thiết kế ảnh, rồi chịu trách nhiệm cái là đọc xem nội dung, dựng video, tất cả các khâu đấy. Và nó sẽ có các cái kênh mà anh chị có thể là làm tự động, và làm tự động nó sẽ có các cái kênh dạng như vậy, có nghĩa là anh chị chỉ có việc là chăm sóc kênh thôi, ngồi chăm sóc kênh thôi. Sau này chúng ta có thể là nó lên hàng ngàn kênh YouTube đều chia sẻ về về Phật giáo. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái nhiệm vụ là khoảng tầm 1.000 người tham gia vào phụng sự chỉ có ngồi và chia sẻ tương tác các cái kênh đấy thôi, chăm sóc các cái kênh đấy thôi. Thì lại có một người chuyên làm nhiệm vụ đó, thì nó rất nhiều việc, rất nhiều việc. Nên là rất mong là các anh chị sau này sẽ tham gia vào cái core team nhiều hơn để phụ sự cái việc này. Dạ. Bây giờ hiện tại bây giờ thì còn anh chị nào có câu hỏi gì trong buổi ngày hôm nay không ạ? Dạ, em cũng thông báo thêm là ngoài cái team phụ sự này thì có một số team mà anh Đình Vũ đang tổ chức các bạn ghi âm.
Bởi vì hiện nay là có rất nhiều bạn có cái nhu cầu vừa đọc pháp, vừa học pháp và vừa ghi âm lại để chia sẻ đến cộng đồng, thì đấy cũng là một cái việc rất là tốt. Chúng ta không cần phải giảng pháp mà chúng ta chỉ cần đọc lại những bài pháp của các thầy. Đó, thì đấy cũng là một cái việc rất là tốt, và chúng ta tạo ra những cái video ngắn. Ví dụ như là nhiều người sẽ hỏi về chánh niệm là gì, thì chúng ta có thể là tổng hợp những cái bài giảng pháp của các vị về chánh niệm, hoặc là giới là gì, ngũ giới là gì, rồi như thế này có phải sát sinh không, như thế này có phải tà dâm hay không, vân vân. Thì những cái kiến thức đó là rất nhiều người quan tâm, và chúng ta có thể là đọc những cái bài tổng hợp đó và chia sẻ thành video, làm những cái video rất đơn giản thôi. Đó. Cái team thứ hai đấy chính là team mà các bạn ở đây, trong này có một số bạn đã làm và đang làm, đấy chính là từ cái video của các thầy, đặc biệt là trong các khóa thiền, thì các bạn đánh lại thành các bài text, tức là từ văn nói các bạn đánh thành chữ, và để chia sẻ lên trang Theravada hoặc là những cái kênh mà các bạn có, để giúp cho mọi người có thể là, một số người người ta nghe, khả năng nghe không tốt, ví dụ như là trên trung tâm thiền là tôi ở cùng một vị sư, vị này tai, lãng tai, cho nên là cái khả năng nghe của vị không tốt, nhưng mà đọc rất là tốt, đó thì có thể là hỗ trợ cho những cái vị mà bị khiếm thính, hoặc là những vị gặp khó khăn trong việc nghe, hoặc là khả năng nghe không tốt, đó, nhưng mà đọc thì có thể tốt hơn. Đó, thì rất nhiều việc chúng ta có thể chuyển format này sang format khác để có thể giúp cho mọi người tiếp cận được Dhamma một cách tốt hơn. Đó, có rất nhiều công việc chúng ta có thể làm. Cái phần mà chúng ta sẽ chuyển từ cái dạng văn nói sang text, sang để dựng lại video ấy, thì cái đấy sẽ hỗ trợ cho đưa ra cái giải pháp cho cái việc này, cũng nghĩa là hệ thống công cụ nó sẽ tự nghe và nó chuyển thành văn bản cho chúng ta. Đấy, và lúc đó chúng ta chỉ chỉnh sửa lại các văn bản lỗi thôi thì nó sẽ nhanh hơn, thay vì là một người ngồi nghe lại ghi lại thì nó sẽ rất là lâu. Và cũng tương tự như vậy, một số cái thì là chúng ta không đọc được, khả năng chúng ta đọc mà nó không được lưu loát, thì cũng sẽ có cái công cụ để giải quyết vấn đề đó, có nghĩa là chuyển từ text sang văn bản để chúng ta có cái audio, có cái âm thanh đó để chúng ta dựng video được. Sau này cũng sẽ hướng dẫn cho cả cái đó luôn, tất cả cái đó luôn, để chúng ta có thể sử dụng. Ví dụ như là trên website chúng ta sẽ có các cái văn bản đó dạng text rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang audio thì sẽ có công cụ hướng dẫn cho anh chị sử dụng cái đó để chuyển thành audio, và cái giọng đọc thì nó chuẩn hơn, có cả giọng miền Bắc và miền Nam và miền Trung đó, tùy theo nhu cầu mà các anh chị muốn xây dựng lan tỏa theo cái phong cách nào thì anh chị có thể lựa chọn cái đó, thì sau này cũng sẽ hướng dẫn tất cả cái đó luôn và cung cấp cái công cụ đó luôn cho chúng ta để chúng ta sử dụng nó dễ hơn. Tại vì là tất cả chúng ta ở đây không phải là ai có kỹ năng đọc, và cũng không phải ai cũng có khả năng nói một cách lưu loát được, thì chúng ta có thể sử dụng cái việc đó. À vâng, bây giờ cũng tương đối muộn, thì không biết có quý vị nào có câu hỏi, có câu hỏi thì có thể gửi trên nhóm Zalo và tổ chức sẽ hỗ trợ giải đáp ở trên đó. Và xin hỏi thầy là thứ mấy chúng ta học lớp tiếp theo ạ? Hôm nay là thứ hai, thì buổi ngày mai chúng ta cũng có thể học buổi ngày mai luôn được, nếu mà cộng đồng chúng ta hiện tại bây giờ đang rảnh chỉ có thứ hai, thứ ba đúng không ạ? Em thì gần như ngày nào cũng dạy. Các lớp khác là cũng khá nhiều lớp trùng đấy, có lớp Dhammapada, lớp Kinh Trung Bộ, rồi lớp của thầy Vũ là lớp tiếng Anh, thì liên tục 2 đến 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật là có hết, nhưng mà đều có các bạn phụng sự hỗ trợ. Thì em chỉ hỗ trợ thứ 7 chủ nhật là bận, còn những ngày khác thì em rảnh. Cái quan trọng là anh xem là cái lịch đấy nó trùng, còn cái lịch khác là nó không bị trùng không, mà trống thì mình sắp xếp vào cái ngày đó, ngày đó để chúng ta học. Thứ 3, 5, 7 lớp của thầy Vũ. Đúng rồi, thầy Vũ thì không phải 3, 5, 7 đâu ạ, là 2, 4, 6 chủ nhật luôn ạ. Tức là có lớp 4 lớp tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh IELTS là dành cho những cái vị mà học chuyên về tiếng Anh,
và có hai lớp tiếng Anh Phật giáo là lớp sơ cấp và trung cấp là thứ bảy chủ nhật. Đó, cho nên là kín lịch. Và những vị nào mà học lớp tiếng Anh đó thì có thể là nghe lại trên YouTube ạ. Không sao ạ. Yeah. Thế thì chúng ta có thể là chia ra đi. Hôm nay thứ hai rồi. Thứ hai thì để mọi người thực hành và xem lại thì chúng ta có thể chuyển sang thứ tư. Dạ, 246 đi ạ. Dạ vâng, 246 đi. Chúng ta sẽ 246. Tạm thời chúng ta sẽ có lịch 246 vậy. Thì học sau một tuần cái là chúng ta sẽ biết cách tạo kênh và tạo video và chúng ta sẽ có kênh YouTube được luôn. Còn nó chuyên sâu từng mục thì chúng ta sẽ học dần. Dạ vâng. Dạ. Sa thủ. Dạ. Và vậy xin phép mà cả nhà buổi họp hôm nay sẽ tạm dừng ở đây. Dạ vâng. Thay mặt ban tổ chức cũng như thay mặt các cả lớp thì cảm ơn thầy rất là nhiều. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ tư tiếp theo ạ. Cảm ơn thầy, cảm ơn Hải. Ban tổ chức sẽ tạo ra những cái nhóm riêng thì quý vị nào thấy cái khả năng của mình ví dụ như là viết lách tốt thì có thể tham gia vào cái nhóm content, nhóm viết. Còn vị nào mà thiết kế ảnh tốt thì có thể tham gia vào nhóm thiết kế hoặc là làm ảnh. Vị nào ghi âm tốt, giọng đọc tốt thì có thể tham gia vào lớp ghi âm, xử lý video vân vân, có rất nhiều lớp. Thì sau này vào lớp chuyên sâu chúng ta sẽ học tiếp.